ba về. Gì vậy? Quà sao cứ. Đây? Sao hôm nay mình cưới vậy? Gì? Sao em cưới vậy? Quà cứ nè. Quà hả? Ừ. Đây. Sao? Quỳnh à, đây là thưa quý vị, thì rất là nhiều người hỏi là Lâm ơi, tại sao chưa bao giờ thấy được hình cưới của Lâm, và hả chưa bao giờ thấy được gọi là cái hình cưới mà Lâm để treo ở trong nhà rồi này nọ đó. Thì ngày hôm nay Lâm đi về, giờ là mấy giờ rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Lâm mới thành phố Lâm về, thì hồi nãy dọn nhà trên đó, thì Lâm vô tình thấy là được một cái kỷ niệm của Lâm và Quỳnh ngày xưa, đó là bức hình cưới để dành mà để treo trong phòng của hai vợ chồng đó, nhưng mà bây giờ vẫn giấu như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem tấm hình cưới ngày xưa nha. Khốn nạn không gì, tức không? Đau không? Đau lòng không? Đau lòng không? Vô đây. Ngồi xuống hãy mình kể chuyện đời mình. Kể chuyện đó. Ừ. Sao? Kể nghe coi. Kể nghe coi. Anh kể cho mấy chị nghe đi. Đi anh quay em. Quỷ sứ ghê. Bực mình dễ sợ. Ngày đó là ngày đám cưới của hai vợ chồng mình. Xong rồi hả, sao nữa? Thôi đem kể cho, đem kể trước cho. Cái ngày đó là cái ngày đám cưới của Lâm nha vị nha. Cái ngày đám cưới mà hả của đàn trai đó. Xong rồi hả, vui vẻ, đang vui đồ, nghệ sĩ đồ tới đông lắm. Xong rồi người biết không, là bữa đó là có Kiều Minh Tuấn nè, rồi chị Nam Thư, rồi chị Lê Giang. Nói chung rất là nhiều nghệ sĩ tới. Và lúc đó có một cậu bé bán vé số. Nói là nói cậu bé vậy thôi, nhưng mà thật sự cũng hơi lớn lớn rồi, cũng lớn không? Nó... mười mấy tuổi. Thì cái khúc mà làm lễ đồ này nọ đó quý vị, thì hả bắt đầu cậu bé bán vé số đó bắt đầu lân la vào cái chỗ gọi là làm lễ làm ơn rồi nọ đó. Ai đuổi ra ta? Anh không nhớ được phải không? Không nhớ, kể đi em kể. Rồi mà nó phá ở ngoài á, xong nó chạy vô mời cha em mua vé số. Phá rồi hả? Phá rồi, xong rồi là cái bàn mình đãi thì khách cũng về rồi, xong cái bắt đầu là mình còn một bàn để mình ăn gia đình. Xong nó mời vô mời mua vé số, cái nó mời tới ông cha. Cái xong nó mời ông cha, nó không có mua hay là mua gì đó không nhớ cái khúc đó nữa. Xong cái bắt đầu nó nói con mới gì vẽ cái hình rồi đó. Nó nói luôn. Hình như nó bị khùng phải không? Nó cũng hơi nhẹ nhẹ, giờ nó lớn rồi. Vậy hả? Bự lắm. Con mới gì? Con mới vẽ rồi đó. Hỏi vẽ gì, nó chỉ vô cái hình cưới. Cái xong rồi đi ra, thấy là ấy rồi đi ra, thấy cái hình cưới nó bị rớt. Cái là em đi ra em thấy hỏi oi luôn. Cái là giờ em kêu anh đó ra coi. Trời ơi, là người ta rất là kiên kỵ cái hình nó rớt. Với lại mà cái hình cưới nó bị cái gì, hiểu quý vị. Trời ơi, em lo quý vị biết không. Trời ơi, mà quý vị nghĩ có cái ngày đó, cái ngày trọng đại. Mà hả, nó nở lòng nào là cha có quý số nó không? Là cái hình cưới rớt xuống đất luôn. Xong cái gì con nó cào cái mắt. Nó còn cười nữa. Nó còn cười nữa. Nó ra mà nó cười nữa quý vị. Nó cười, thấy ghét không? Nó cười, chia sẻ thiệt luôn nha. Là nó làm xong rồi nó bỏ, nó chạy đúng không? Có chạy không? Có, là nước ai làm nó kêu nó làm. Xong bắt đầu là mới dí nó. Nó chạy, cái nó bỏ nó chạy. Đây, nó chạy nha, nó bỏ nó chạy. Em hỏi là ai làm, cái đó nói nó. Cái nó bỏ nó chạy. Mà quý vị biết rồi đó, cái em là uất hận trong người mà. Vậy nè, nó đang đứng ở đây nha, mà lúc đó em mặc cái bộ đồ chú rể, cái bộ đồ áo dài mà cái bộ đồ chuyển chiêu quý vị nhớ không, cái bộ đồ mà có cái tà đồ này nọ mà quý vị thấy ở trên mạng em hay đăng cái hình cưới đó. Mà em đội cái mánh quý vị thấy không, cái hình cưới luôn á. Trời, thấy mà thì thấy tức gì đâu, tức quý vị. Mà bà con chạy ra quý vị biết không, bà con chạy ra ai cũng nói có cái điểm ở trơn trời á quý vị nghe coi. Hình cưới rớt xuống rồi, chú rể bị mất con mắt trắng chạch. Em ngồi nói trời ơi, mốt có nào bị đuôi không trời, có cái nào bị cái gì về mắt hay không. Mà cái ngày đúng anh có nói đúng không, ai cũng nói bà già chạy ra, ai cũng nói trơn. Mà tự nhiên mà lo đó, hiểu không, lo mà sợ mà hồi hộp. Hai vợ chồng niệm Phật, niệm. Hai vợ chồng như hai con lân vậy đó quý vị. Hai vợ chồng như hai con lân, hả chú rể hả thì mặc đồ vô đồ chiến chiêu đồ đỏ đó.
Còn trời ơi, bà cô dâu bà cũng đội nguyên cái mấn mà lúc này có bầu nữa, rồi chạy theo Mà anh biết hàng đó là ai không? là ai vậy? Cái hàng mà em về bán trái cây đó, nó lấy cái số gần đó ở nhà đó luôn. Nó nhớ em không? Chắc nó biết em chứ, xong lại hả nó dọn xe phụ bán trái cây á, xong em cho nó tiền á. Ủa, cho nó tiền nữa hả? Thương lắm, thấy thấy khổ quá, có bà ngoại nữa mà nghĩ sao thì nó mất dạy ghê, móc mắt chồng em vậy. Sao mấy mấy lần sau đi gặp hoài luôn, bây giờ giờ nó làm cái gì? Giờ vẫn còn mấy cái số vậy đó hả? Là nó có vấn đề về thần kinh không? Hả? Nó có thần kinh không? Chắc cũng có gì nhẹ hay sao á. Giờ nó lớn lắm, bự lắm. Vậy hả? Vẫn còn bán nè. Trời đất ơi. Rồi giống tới giờ luôn. Rồi gia đình em ai cũng sợ hết trơn trời á. Xong rồi hả, cái em nói là thôi bây giờ hả, để mà rửa tấm hình mới. Rồi mấy bà già lại chạy ra với nó là hình cưới mà làm 2-3 lần không có tốt. Nó hả, nó sẽ bị gọi là cái gì đó. Rồi cái có điềm. Mà quý vị coi cái ngày cưới. Tức quý vị, trời ơi, tức quá trời tức thiệt á, trời ơi. Giờ không có cái tấm hình đó chi. Giờ hai chồng đâu có hình treo đâu, gì thấy không? Nó liên lụy tới bây giờ luôn nè. Không dám treo lên luôn. Mà lúc đó trời ơi, bực mình chứ, em hiền nhất vậy mà em còn bực mình mà. Nghĩ sao cái hình cưới của người ta. Mà tấm này là tấm đẹp nhất luôn. Nè, quý vị coi nó cào mặt em nè. Nè, anh có kể chương trình nào rồi đó Quỳnh? Trời đất cơ, cái mặt thấy thương ghê không? Nè các bà cô dâu nè, hai chồng thấy thương ghê không? Trời đất cơ. Lì giả mang luôn á. Lì đúng lì luôn á. Cái hàng đen đen đen, mà không hành ăn biết nó. Vậy hả? Lì lắm. Dạ, yeah, bữa gặp cho anh đá một cái là được mình. Nó mệt chứ, ngoại gì. Dạ, yeah, em có đá không? Em nói tôi chưa quýnh mày nữa, tôi chưa nói gì mày những cái vụ hình cưới tao, tới giờ tôi không có tấm hình cưới nữa. Nói chung bà Quỳnh á, là cái bà cái cuộc sống bà là bà thiếu thốn lắm Quỳnh, không phải ý là bà bị thiệt thòi á. Đám cưới nhà gái thì hả, chồng bỏ đi nửa chừng hả, xong rồi sao nữa, xong rồi hả, cưới xong rồi hai vợ chồng không có hình treo. Không, giờ chắc không sao đâu Quỳnh ơi, mình rửa mình tắm đi. Thôi quý vị thấy sao, đầu lửa đâu có phai gì đâu lửa, hay là mình chụp hình cưới khác đi. Trời. Được không? Thôi giờ dạ khàng chụp gì. Được quý vị, cái đó bây giờ nếu mà em với Quỳnh chụp một tấm hình cưới nó được không ta, nó có bị gì không? Chụp thì không lẽ không cho con chụp. Chụp không? Chụp chấn động mày ơi. Chấn động liền. Để con lớn xíu nữa. Tội nghiệp bà mẹ em. Bữa thì bà lấy bút bi bà vẽ lời đúng không? Bà vẽ cái thằng đen cái gì á. Tức á, giờ nhìn lại còn tức á. Tức cái gì? Tức á, tới bây giờ mà còn tức á. Hồi sáng dọn nhà xong rồi thấy mà đau lòng á. Tức á quý vị ơi, trời ơi. Nếu mà gặp bây giờ ha, nó mà làm anh vậy ha, anh sẽ bắt nó lên xe. Anh đóng cửa xe lại. Anh tắt máy. Anh để cho nó rỗng. Trời đất ơi. Hay quá. Mặt anh nó ép đi. Thấy thương không? Thấy thương tôi không? Giờ làm không có hình luôn nè. Hai chồng. Quá trời. Hình này đẹp anh ha. Đẹp ghê không? Giờ sao Quỳnh anh nhôm lá treo mẹ. Ba nè con. Đó, ba bị cạo mắt nè. Con dòng hai tay lại, con liếc ba kìa. Con liếc à, con liếc. Liếc ba kìa, liếc ba kìa. Liếc à. Liếc kìa. Trời ơi, lý cái thằng này. Quá trời. Cưng lắm á. Thôi đến bây giờ vẫn hạnh phúc cũng ok ha. Thôi cũng được không sao. Tuy là không có hình cưới nhưng mà vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau là được rồi. Vô đây, vô đây, vô đây. Con xin cho ba kìa. Xin cho ba. Thỏng ngọc nè. Cưng lắm á. Này bữa ba lên tivi rồi hả, ở đây rồi có đồ ngoài đồ hay sao, ảnh hay sao, có vui vẻ gì không? Khoái. Khoái à? Mê á. Ừ. Dữ ghê, hình ảnh trẻ ghê, đẹp ghê á. Dạ, lúc này lắm trẻ ghê, gì? Theo nãy tới giờ em toàn khen anh không? Đúng rồi, giờ anh đẹp quá trời. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Hồi đó còn trẻ, này là mấy tuổi Quỳnh? Mấy tuổi hả? Em 26. Ê, em 26, anh 29. Mới 29 tuổi hả?
mà lúc đó là tiền quý vị biết không, là để dành lắm mới được chụp hình á, chụp mà năn nỉ người ta chụp mà có 8 triệu hay sao đó mà không có tiền chụp á, mà được có tấm hình mà lúc đó kêu rửa nhiều khi không có tiền rửa, Tám thì có không có tiền rửa đó, không có tiền rửa đó, tôi thiệt luôn á. Mà lúc đó thì thương nha, nhìn nhìn như bà điên á. Thôi con hôn ba một cái đi là ba kết thúc rồi. Cảm ơn con nha. Ok, Long cảm ơn mọi người. Vì đó là những cái chia sẻ, cái kỷ niệm của Long nha. Vậy giờ cái tấm này á, đốt cũng không được, mà treo cũng không được, mà rửa ra cũng không được. Vậy thì cất nó vào một cái xó để sau này có thể lấy ra và coi. Sao nó đẹp trai nhỉ? Thằng Giê-xu thiệt ngoài. Sao nó đẹp trai nhỉ? Em ơi. Thôi làm tạm biệt mọi người nha. Em ơi mọi người. Em ơi mọi người. Độc nhãn lông. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.